về đây xong đâu. Vợ ơi, sao em cúng cô hồn sớm thế? Mà này, em tìm cái gì đấy? Em cúng cô hồn để ngày mai sang nhà bố mẹ ăn cơm. Em đang tìm cái điện thoại, rõ ràng em để đây này. Xong em vào em lấy cái đĩa muối, đi ra chẳng thấy đâu nữa rồi. Hay là nhà mình có trộm? Chị Mai, chị đi đâu mà vội vàng thế ạ? Chị sang rủ vợ mày đi chợ để mua đồ cúng. Nhưng mà thấy vợ mày đang cúng rồi nên là thôi chị đi một mình được. Chị Mai! Hả? Lại chuyện gì nữa? Chợ đằng này cơ mà. Chị quên, thế thôi chị đi nhá. Vâng. Anh biết ai là người lấy trộm điện thoại của em rồi. Là chị Mai nhà hàng xóm. Lúc anh đi về nhá, thấy chị chạy từ trong ngõ nhà mình ra. Thấy nghi nghi lắm, để anh sang hỏi xem. Từ từ đã. Bây giờ mình không có bằng chứng, sang bên đấy nói như thế cũng không hay đâu. Rồi lại mang tiếng với hàng xóm khó sống lắm. Làm sao mà khó sống? Mình mà không sang để chị nhỏ nhơ như thế à? Điện thoại làm gì có chân mà tự chạy được. Để anh sang hỏi xem như nào. Nã. Sao lâu thế nhỉ? Hai mình đi về đi. Chị Mai, bọn em chờ chị mãi. Chị đi đâu về đây ạ? Hay, thì chị đi đâu lại phải báo cáo với vợ chồng chúng mày à? Sao? Thế sang đây có việc gì? À, hay là định mời chị ăn dằm đấy hả? Không ạ, bọn em... Bọn em nói như này có hơi bất lịch sự với chị một chút. Nhưng mà từ lúc mà chị sang rủ vợ em đi chợ ấy, chị có thấy cái điện thoại của vợ em đâu không ạ? Điện thoại nào? Dạ, điện thoại mà em để trên bàn. Lúc đấy em cúng cô hồn ấy, xong em đi ra đi vào quay lại chẳng thấy đâu cả. Nếu mà chị có nhặt được, chị cho em xin lại với ạ. Thế ý của cô nói như thế là thế nào? Hả? Ý của cô là cô bảo tôi là ăn trộm ăn cắp điện thoại của cô chứ gì? Dạ. Hả? Tôi nói cho cô cậu biết nhá, tôi ấy còn đáng tuổi của mẹ cô cậu đấy. Thế chẳng nhẽ tôi lại làm mấy cái trò đấy hả? Hả? Mà tôi có ý tốt sang đấy, rủ cô đi chợ mua đồ cúng. Nhưng mà cô đổ ngay tội cho tôi được. Đúng là làm phúc phải tội. Nhưng mà cái thời gian mà chị gặp em với lại thời gian mà vợ em bật điện thoại cách nhau có mấy phút thôi. Làm sao mà cái điện thoại có chân tự chạy được? Cậu ăn nói cho cẩn thận nhá. Cậu có tin ý là tôi gọi công an xã lên gô cổ cô cậu lên trên ủy ban không hả? Ăn nói lao tuyết. Hai vợ chồng em đang rất lịch sự với chị. Hay là chị có tật giật mình à? À hả? Lại con cái à? Anh ơi, điện thoại của em mà. Anh nhớ cái đợt mà em làm rơi điện thoại không? Nó cũng vỡ một cái góc màn hình y như thế luôn ý. Của em. Chị Mai, chuyện này là sao ạ? Thế nào là thế nào? Thì điện thoại tôi là tôi cũng đánh rơi nên là nó cũng vỡ. Trùng hợp thôi. Mà cô cậu bảo là điện thoại của cô cậu rẻ. Đây, thử mở xem có được không? Ôi sao lại không mở được đi? Này, Gớm, tưởng thế nào? Thế bây giờ có đi không để tôi gọi công an? Nhưng mà lại còn nhưng à? Có đi không để báo? Điện thoại là điện thoại của em mà. Điện thoại của em. Này, điện thoại này, chị làm cái gì đấy hả? Cắt này, này đấy này. Tiến Phong. Anh chắc chắn cái điện thoại là cái điện thoại của em. Thì em cũng biết thế mà. Điện thoại em dùng bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không nhận ra? Nhưng mà đấy, anh xem thì chị nhanh trí xóa hết dữ liệu trong máy em đi rồi đâu. Sao lại có người quá quắt thế không biết nữa. Thôi, anh bình tĩnh đi, nóng giận quá mất hồn đấy. Em tiếc là tiếc bao nhiêu cái kỷ niệm trong máy thôi. Với cả anh nhìn thái độ của chị đi, như thế không đòi được đâu, chỉ có cô hồn mới đòi được thôi. Cô hồn à? Nếu như mình đã không đòi được ấy, thì để cô hồn đòi. Nam Mô A Di Đà Phật. Thiếu cái gì nhỉ? À, gạo với muối. Rồi ạ. Đâu rồi?
mình quá ngả. Cô hồn trời quá. Ôi trời ơi. Con lạy 9 phương trời, con lạy 10 phương đất. Xin các ngài bảo vệ con khỏi cái đám cô hồn bất phường. Con hứa là con sẽ không tay máy nữa. Con sẽ trả điện thoại lại cho quý vị. Con thề, con hứa là con sẽ không tái phạm. Xin các ngài gia trì phù hộ cho con ạ. Ủa, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Gạo đây, muối đây. Xin đừng có phá tôi nữa nhá. Chả có cô hồn nào phá chị cả. Chỉ có chị tự phá chị thôi. Sao chúng mày lại ở đây? Thì bọn em thấy chị đang cúng rằm tháng 7 đây này. Thế nên là định sang đây xin ít lộc ạ. Thế nhưng mà lộc của bọn em nhận được ấy lại là tìm thấy điện thoại của em ạ. Nào, chị nghe đi. Hết đường chối cãi nhá. Sao? Chị có định cãi được không? Thì hóa ra là chúng mày bày trò cô hồn để mà chúng mày trêu tao à? Mà chúng mày hết trò để nghịch rồi à? Mà giữa trưa tháng 7 như thế này chúng mày giả ma giả quỷ ở nhà tao đấy hả? Bọn em chả giả ma giả quỷ gì cả. Bọn em chỉ sang đây để lấy lại đồ của mình thôi ạ. Với cả hôm nay là ngày xá tội vong nhân, lễ Vu Lan báo hiếu, chứ không phải là ngày xá tội cho chị đâu mà chị lại cầu xin các ngài là phù hộ độ trì cho chị như thế hả? Chúng mày... Chả! Đúng là cái lúc cô hồn! Cô hồn á? Này, chị Mai, chị định vừa ăn cắp vừa la làng đấy à? Tao đã giả điện thoại cho vợ mày rồi, thế mày còn muốn gì nữa hả? Mà tao còn chưa hỏi tội chúng mày về cái việc mà chúng mày xâm nhập vào đất nhà tao bất hợp pháp nhá, để còn hù dọa tao đâu nhá. Đấy là chị có tật chị giật mình thôi, chứ còn tâm chị mà trong sạch ấy, thì sợ gì ma quỷ. Mày, thế bây giờ chúng mày còn muốn cái gì nữa hả? Chúng mày có tin là tao ném muối năm gạo vào người chúng mày không? Này, chị lớn rồi mà chị còn hành xử như thế à? Chị ném muối tôi á? Chị ném đi. Tôi sẽ quay video lại và đưa lên công an để xem ai đúng hay sai. Chị ném đi. Sợ chắc. Đây, chị ném đi. Đây, chị ném. Muối. Chị ném. Thôi, dừng lại đi ạ. Chị Mai, hàng xóm với nhau, vuốt mặt thì phải nể mũi chứ. Bọn em đã không thèm để bụng cái việc mà chị ăn trộm điện thoại của bọn em rồi. Em cũng không báo công an. Thế nên là em mong chị về nhà chị suy nghĩ lại đi. Và chị cũng hiểu ra vấn đề là cái sai chị nằm ở đâu ạ. Thôi, em xin phép ạ.